Hôm nay tôi sẽ đến với các bạn một video hết sức là ý nghĩa và thiết thực. Bởi tôi thấy rằng các bạn yếu chỗ nào thì tôi sẽ làm một video về cái điểm yếu ấy. Bởi trong quá trình học tập bộ môn hóa, tôi thấy có một số bạn thì học tập rất tốt. Chỉ cần nghe giảng là các bạn đã có thể làm bài tập, giải bài tập và cân bằng phương trình một cách thành thục. Tuy nhiên một số bạn lại không biết cân bằng phương trình thì nói gì đến cái chuyện giải bài tập nữa. Vì vậy hôm nay tôi quyết định làm video hướng dẫn các bạn cách cân bằng phương trình hóa học. Chỉ trong vòng 3 đến 5 phút các bạn cố gắng theo dõi video này thì các bạn sẽ biết cân bằng phương trình. Nào, chúng ta bắt đầu nhé. Tôi cũng đã nói với các bạn rồi, tôi sẽ giúp các bạn cân bằng phương trình nhanh nhất chỉ trong 3 phút. Và phương pháp tôi muốn đề cập đến chính là phương pháp cân bằng phương trình bằng cách tính nhẩm, tìm bội số chung nhỏ nhất của các nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử cùng loại của các hợp chất trong hai vế của phương trình. Vậy tại sao chúng ta cần phải cân bằng phương trình hóa học? Cân bằng phương trình hóa học là bởi vì theo định luật bảo toàn khối lượng là tổng khối lượng của sản phẩm luôn bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng. Và để có được điều này thì số lượng nguyên tử của các phân tử của sản phẩm phải luôn bằng số lượng nguyên tử của các phân tử chất tham gia phản ứng. Chính vì thế chúng ta cần phải cân bằng phương trình, tức là tính toán làm sao đó để thêm vào hệ số phân tử của các chất sản phẩm cũng như các chất tham gia phản ứng để làm cho số lượng nguyên tử của các chất tham gia cũng như sản phẩm của hai vế của phương trình hóa học được cân bằng nhau. Và chúng ta lấy một ví dụ để các bạn hiểu cụ thể hơn. Ví dụ như chúng ta sẽ đi cân bằng các phương trình hóa học sau bằng cách tính nhẩm để thêm các hệ số vào trước phân tử của các hợp chất, làm cho số nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử của các chất tham gia cũng như sản phẩm trước và sau phản ứng của hai vế của phương trình luôn được cân bằng. Và chúng ta cần bắt tay vào cân bằng phương trình hóa học đầu tiên là MgCl tác dụng với KOH để tạo ra MgOH 2 lần cộng với KCl. Và chúng ta lưu ý để cân bằng phương trình hóa học được đúng thì yêu cầu chúng ta phải viết đúng công thức hóa học của các hợp chất trong phương trình hóa học. Mà muốn viết đúng công thức hóa học thì chúng ta cần phải nhớ hóa trị của nguyên tố và nhóm nguyên tố. Vậy nếu bạn nào chưa biết viết công thức hóa học thì xem lại video hướng dẫn cách lắp ráp và viết công thức hóa học của tôi. Quay trở lại với việc cân bằng phương trình này, ta để ý trong sản phẩm MgOH 2 lần có hai nhóm OH mà trong chất tham gia ở đây là KOH chỉ có một nhóm OH. Do vậy ta sẽ tìm bội chung nhỏ nhất của 2 và 1. Lúc này sẽ là 2 và ta chia cho chỉ số nguyên tử của nhóm KOH của hai hợp chất, ta sẽ được hệ số. Vậy ta sẽ thêm hệ số 2 vào hợp chất KOH và đương nhiên sẽ thêm hệ số 2 vào hợp chất KCl để đủ số nguyên tử của K cũng như số nguyên tử Cl. Như vậy ta sẽ đếm lại số nguyên tử Mg cũng như Cl ở hai vế của phương trình cũng như nhóm OH cũng đã được cân bằng. Tiếp theo ta đi cân bằng phương trình hóa học thứ hai là CuOH 2 lần cộng HCl tạo ra CuCl2 cộng H2O. Ta để ý trong hợp chất của sản phẩm là CuCl2 có hai nguyên tử Cl, do vậy ta thêm 2 vào hệ số HCl và đếm số nguyên tử H ở trong chất tham gia sẽ có tổng là 4 nguyên tử H. Như vậy ta sẽ thêm 2 vào hợp chất H2O thì ta sẽ được 4 nguyên tử H cộng với 2 nguyên tử oxy. Như vậy ta sẽ đủ số nguyên tử oxy của hai vế trước và sau phản ứng đều bằng nhau và số nguyên tử Cu cũng đều bằng nhau. Ta đi cân bằng phương trình hóa học thứ ba là CuOH 2 lần cộng với H2SO4 tạo ra CuS4 cộng H2O. Và ta thấy số lượng của SO4 ở hai vế là đều là bằng nhau, do vậy chúng ta không cần phải thêm. Bây giờ ta sẽ đi đếm số lượng nguyên tử H trong chất tham gia là 4. Như vậy ta sẽ thêm 2 vào
hợp chất H2O để đổi đủ số lượng nguyên tử H và đếm số lượng nguyên tử oxy ở cả hai vế, ta thấy chúng đã cân bằng nhau. Ta tiếp tục cân bằng phương trình hóa học thứ tư là FeO cộng HCl tạo ra FeCl2 cộng H2O. Và ta thấy trong hợp chất FeCl2 có hai nguyên tử Cl, do vậy ta sẽ thêm 2 vào hợp chất HCl. Và lúc này số nguyên tử H sẽ là 2. Và ta để ý trong sản phẩm cũng có H2O thì cũng có đủ số lượng nguyên tử H rồi. Và đếm số lượng nguyên tử O, ta cũng thấy là trong hợp chất nước cũng có 1 O và sẽ có đủ số nguyên tử O trong hợp chất FeO. Và số lượng nguyên tử sắt cũng đủ. Phương trình đã được cân bằng. Tiếp theo ta đi cân bằng phương trình hóa học là CuNO3 2 lần cộng với NaOH tạo ra CuOH 2 lần cộng với NaNO3. Ta để ý trong sản phẩm CuOH 2 lần có 2 nhóm OH, do vậy ta sẽ thêm hệ số 2 vào hợp chất NaOH để đủ số nhóm OH. Và đương nhiên nguyên tử Na lúc này sẽ có 2 nguyên tử, do vậy ta sẽ thêm hệ số 2 vào hợp chất NaNO3 để đủ số nguyên tử Na. Và số nhóm NO3 lúc này sẽ là 2. Đếm số nhóm nguyên tử NO3 trong hợp chất CuNO3 2 lần, ta cũng thấy có đủ nhóm NO3. Và số nguyên tử Cu ở hai vế là không thay đổi, cho nên phương trình đã được cân bằng. Tiếp theo ta đi cân bằng phương trình hóa học đốt phốt pho trong oxy tạo ra hợp chất đi phốt pho pentan oxit với phương trình hóa học là P cộng O2 tạo ra P2O5. Và ta sẽ để ý số nguyên tử oxy trong sản phẩm cũng như số nguyên tử oxy trong phản ứng là 2 và 5. Do vậy ta sẽ tìm mỗi số chung nhỏ nhất của 2 và 5 là 10. Và ta chia cho chỉ số nguyên tử của nguyên tố oxy thì ta sẽ được hệ số để ta thêm vào trước các hợp chất này, là ta sẽ thêm 2 vào P2O5 và đương nhiên thêm 5 vào O2 và ta sẽ đủ lượng số nguyên tử oxy. Và ta đếm số nguyên tử P sẽ là 4 và thêm 4 vào P. Như vậy phương trình đã cân bằng. Tiếp theo ta đi cân bằng phương trình phản ứng N2 cộng O2 tạo ra NO. Thì ta để ý mỗi nguyên tử N và O đều có 2 nguyên tử, do vậy ta thêm 2 vào hợp chất NO là đủ. Tiếp theo ta đi cân bằng phương trình NO cộng O2 tạo ra NO2. Và ta đếm số lượng oxy ở trong chất tham gia cũng như sản phẩm. Ở chất tham gia là có 3 nguyên tử oxy, như vậy đáng lẽ mà trong sản phẩm tạo ra là 2 nguyên tử oxy, do vậy nó là chẵn cho nên ta thêm 2 đằng trước của hợp chất NO2. Như vậy ta sẽ được 4 nguyên tử oxy, như vậy ta sẽ thêm 2 vào hợp chất NO để đủ số nguyên tử oxy khi cộng vào. Và số nguyên tử N là nguyên tử nitơ cũng đủ. Tiếp theo ta đi cân bằng phương trình hóa học NO2 cộng O2 cộng H2O tạo ra HNO3. Thì ta để ý là số nguyên tử H ở trước phản ứng và sau phản ứng phải là số chẵn. Bởi vì là trong hợp chất H2O luôn có nguyên tử là 2 thì đương nhiên số nguyên tử H sẽ tạo ra là chẵn rồi. Và số nguyên tử nitơ cũng như số nguyên tử oxy ở hai vế nó đang lệch pha nhau. Do vậy chúng ta sẽ chọn hệ số làm sao để cho số nguyên tử oxy cũng như số nguyên tử H và số nguyên tử N ở hai vế phải luôn được cân bằng. Cho nên ta sẽ chọn hệ số lúc này là hệ số 4. Hệ số 4 thì ta sẽ nhân với 3 nguyên tử oxy thì ta sẽ được là 12 nguyên tử oxy. Và nhân với nguyên tử H ta sẽ được 4 nguyên tử H và 4 nguyên tử N. Ta sẽ thêm 4 vào hợp chất NO2 và thêm 2 vào hợp chất H2O để đủ số nguyên tử H và số nguyên tử N. Và đếm số nguyên tử oxy ở hai vế ta sẽ được đúng là 12 nguyên tử oxy ở hai vế đều cân bằng. Tiếp theo ta đi cân bằng phương trình là Fe2O3 cộng H2 để tạo ra sản phẩm khử là Fe cộng với H2O.
thì chúng ta đếm số nguyên tử Fe trong chất tham gia là 2 cho nên thêm 2 vào hệ số phân tử sắt. Và ta đếm có 3 nguyên tử oxy trong hợp chất Fe2O3 và ta sẽ thêm 3 vào hợp chất H2O để cho đủ số nguyên tử oxy. Và đếm số nguyên tử H lúc này sẽ là 6H cho nên ta thêm 3 vào hợp chất H2 để đủ số nguyên tử H. Như vậy phương trình cân bằng. Tiếp theo ta đi cân bằng phương trình Fe2O3 cộng H2 tạo ra sản phẩm khử là Fe cộng H2O. Ta sẽ đếm số nguyên tử Fe cũng như số nguyên tử oxy trong hợp chất tham gia Fe2O3. Sau đó ta thêm hệ số vào, ta thêm hệ số 2 vào Fe để cho đủ số nguyên tử sắt. Ta thêm hệ số 3 vào H2O để đủ số nguyên tử O. Và ta sẽ thêm 3 vào H2 để đủ số nguyên tử hydro ở cả hai vế và phương trình cân bằng. Và tiếp theo ta đi cân bằng phương trình MgOH2 lần cộng với HCl tạo ra MgCl2 cộng H2O. Thì ta thấy là trong hợp chất MgCl2 có 2 nguyên tử Cl, do vậy ta thêm 2 vào hợp chất HCl để đủ số nguyên tử Cl. Và lúc này ta sẽ có 2 nguyên tử H. Đếm số nguyên tử H trong chất tham gia ta sẽ được là 4H và ta sẽ thêm 2 vào hệ số H2O để đủ số nguyên tử H. Và ta đếm số nguyên tử oxy ở hai vế cũng đủ và cũng cân bằng. Và số nguyên tử Mg ở hai vế thì luôn giữ nguyên và phương trình cân bằng. Tiếp theo ta đi cân bằng phương trình FeI3 tạo ra FeI2 cộng với I2. Ta thấy chỉ số nguyên tử của Y ở hai vế là 3 và 2. Do vậy bổ chung nhỏ nhất sẽ là 6, 6 chia 3 được 2 và ta thêm 2 vào FeI3. Và số nguyên tử Fe lúc này là 2, do vậy thêm 2 vào FeI2. Và đếm số nguyên tử Y ở vế phải ta được 4 cộng 2 bằng 6, 6 nguyên tử. Và vế trái vẫn là 2 nhân 3 bằng 6 nguyên tử Y. Như vậy số lượng các nguyên tử đã được cân bằng. Ta đi cân bằng phương trình AgNO3 với K3PO4 tạo ra sản phẩm là Ag3PO4 và KNO3. Ta đếm số nguyên tử Ag ở vế phải, ta thấy có 3 nguyên tử. Vậy ta sẽ thêm 3 vào AgNO3 ở vế trái để đảm bảo số nguyên tử Ag. Và lúc này ta sẽ có 3 nhóm NO3, do vậy phải thêm 3 vào hợp chất KNO3 để đủ số nhóm NO3. Và đếm số nguyên tử K ở vế phải cũng như vế trái đều có 3 nguyên tử và nhóm PO4 có số nhóm không thay đổi. Do vậy phương trình đã được cân bằng. Ta đi cân bằng phương trình SO2 cộng với BaOH2 lần tạo ra BaSO3 cộng với H2O. Ta đếm số lượng oxy ở vế phải là 3 cộng 1 bằng 4 và số lượng oxy ở vế trái cũng là 4 nguyên tử oxy và số lượng nguyên tử lưu huỳnh ở hai vế cũng đều giữ nguyên và số lượng nguyên tử Ba cũng vậy và số lượng hydro ở hai vế là đều là 2. Do vậy phương trình đã được cân bằng. Tiếp theo ta đã cân bằng phương trình Ag cộng Cl2 tạo thành AgCl. Ta chỉ cần thêm 2 vào AgCl và ta thêm 2 vào Ag ở chất tham gia. Như vậy đảm bảo số lượng các nguyên tử ở hai vế cân bằng. Với phương trình FeS cộng HCl tạo ra FeCl2 cộng với H2S thì ta thấy Fe và S ở hai vế đều giữ nguyên. Do vậy ta chỉ cần thêm 2 vào HCl để đảm bảo số lượng H và số lượng Cl ở hai vế là 2 để cho phương trình cân bằng. Ta đi cân bằng phương trình FeBOH2 lần cộng với HNO3 tạo ra FeBNO3 2 lần cộng H2O. Đếm số nhóm NO3 ở sản phẩm ta sẽ được 2 nhóm NO3, do vậy thêm 2 vào HNO3 để đảm bảo số lượng ở nhóm NO3. Và đếm số lượng nguyên tử H ở vế trái tức là chất tham gia là 4, do vậy sẽ thêm 2 vào H2O. Và đếm số lượng nguyên tử oxy ở hai vế cũng đã được cân bằng và số lượng nguyên tử trì ở hai vế được giữ nguyên, do vậy phương trình được cân bằng. Rồi, tôi cũng đã vừa giúp các bạn biết cân bằng phương trình hóa học thật đơn giản bằng phương pháp nhẩm để tìm ra hệ số của các phân tử của các hợp chất trong
phương trình hóa học để giúp cho số lượng nguyên tử cũng như nhóm nguyên tử được cân bằng. Và các bạn thấy hay thì hãy nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.